xin chào quý vị đã đến với bản tin Canada và thế giới trên kênh Culture Channel được tạp chí Culture Magazine thực hiện là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt đầu tiên tại Canada. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bộ trưởng tự do đệ trình dự luật nhằm bảo vệ hệ thống chăm sóc trẻ em khỏi các chính phủ tương lai. Chính phủ Canada đầu tư 2,25 triệu đô la cho dự án hỗ trợ sức khỏe tâm thần. Tình trạng thiếu các bác sĩ gia đình trầm trọng. Các bác sĩ ở Ontario loại bớt bệnh nhân ra khỏi danh sách vì quá tải vượt mức kiểm soát. Tỉnh Alberta thông qua đạo luật chủ quyền cây tranh cãi, nhưng trước tiên tước bỏ quyền lực sâu rộng đối với nội các. Tỉnh Alberta cũng giới thiệu dự luật trị giá 2,8 tỷ đô la hỗ trợ người dân chống lại lạm phát. Dược sĩ Ontario hiện được phép kê đơn Paxlovid để điều trị COVID-19. Nữ ca sĩ Celine Dion mắc chứng rối loạn thần kinh hiếm gặp sẽ không tiếp tục chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới. Liên minh châu Âu đề xuất gói trừng phạt thứ 9 đối với Nga. Xuất hiện dự báo kinh tế Trung Quốc và Ấn Độ vượt Mỹ trong vòng vài thập kỷ tới. Ra mắt khu phố Little Việt Nam tại bang New South Wales của Úc. Cùng một số tin tức đáng chú ý khác, Hoàng Anh và Tuấn Liêm xin kính chào gặp lại quý vị trong bản tin hôm nay. Rất mong quý vị, nếu chưa đăng ký kênh, hãy nhấn subscribe để đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được những thông báo mới nhất. Và xin đừng quên nhấn nút like, chia sẻ phản hồi và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh. Rất cảm ơn quý vị và các bạn. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết, mở đầu với phần tin Canada. Chính phủ Liên bang Đảng Tự do đã trình bày một dự luật mới, dự luật C35 còn được gọi là Đạo luật chăm sóc trẻ em và học tập sớm của Canada, nhằm đưa vào luật cam kết của họ đối với hệ thống giáo dục mầm non và chăm sóc trẻ em trên toàn Canada, cũng như nguồn tài trợ dài hạn cần thiết để duy trì. Bộ trưởng Bộ Gia đình, Trẻ em và Phát triển Xã hội, bà Karina Go nói rằng, dự luật là cần thiết để cung cấp cho các bậc cha mẹ và thủ hiến sự chắc chắn rằng Chính phủ liên bang cam kết duy trì dịch vụ chăm sóc trẻ em với giá cả phải chăng và để bảo đảm rằng hệ thống toàn quốc đang được xây dựng không thể dễ dàng bị chính phủ liên bang trong tương lai loại bỏ. Bao gồm trong dự luật C35, Đảng Tự do đang tìm cách bảo vệ các yếu tố như là tạo thêm không gian mà các tỉnh và vùng lãnh thổ đã đồng ý thông qua các thỏa thuận tài trợ của họ, tôn trọng các nguyên tắc liên bang làm nền tảng cho các khả năng tiếp cận, khả năng chi trả, tính toàn diện và chất lượng cao yêu cầu bộ trưởng chịu trách nhiệm báo cáo cho công chúng hàng năm về các khoản đầu tư liên bang và tiến độ đạt được trên hệ thống và thành lập hội đồng tư vấn quốc gia về giáo dục sớm và chăm sóc trẻ em. Một hội đồng gồm một thành viên được công bố gần đây có nhiệm vụ tư vấn cho chính phủ về các vấn đề mà ngành phải đối mặt. Một trong những yếu tố thúc đẩy trong việc đưa vào luật tầm nhìn của chính phủ liên bang về hệ thống giáo dục sớm và chăm sóc trẻ em quốc gia là kinh nghiệm của một chính phủ tự do trong quá khứ. Năm 2006, khi ông Stephen Harper thuộc đảng bảo thủ trở thành thủ tướng, ông đã nhanh chóng hủy bỏ các thỏa thuận mà thủ tướng đảng tự do trước đó là ông Paul Martin đã ký kết trên khắp Canada. Dự luật mặc dù được coi là một nỗ lực nhằm chứng minh cách tiếp cận của đảng tự do trong tương lai nhưng vẫn có những hạn chế. Ví dụ như là các chính phủ trong tương lai vẫn có thể sửa đổi hoặc là bãi bỏ luật này. Chính phủ Canada đầu tư 2,25 triệu đô la cho dự án hỗ trợ sức khỏe tâm thần trong các cộng đồng Métis trên khắp tỉnh bang British Columbia. Nhiều người dân bản địa phải vật lộn với các vấn đề về sức khỏe tâm thần và có nhiều khả năng phải đối mặt với những thách thức không tương xứng do phân biệt chủng tộc, phân biệt đối xử, tình trạng kinh tế xã hội hoặc là loại trừ xã hội. Họ vẫn là những người có ít khả năng được tiếp cận với các dịch vụ sức khỏe tâm thần đầy đủ do di sản của quá trình thuộc địa hóa. Chính phủ Canada cam kết giải quyết những chênh lệch này và thúc đẩy sức khỏe tinh thần tích cực cho tất cả người dân ở Canada. Bộ trưởng Bộ Sức khỏe Tâm thần và Nghiện ngập và Phó Bộ trưởng Bộ Y tế bà Caroline Bennett đã công bố khoản tài trợ 2,25 triệu đô la cho Metis Nation British Columbia cho dự án của họ nhằm cung cấp cho các thành viên cộng đồng Metis thông tin và nguồn lực để cải thiện sức khỏe tâm thần và hạnh phúc. Hợp tác với Living Works, dự án này sẽ thực hiện chương trình ngăn ngừa tự tử dựa trên bằng chứng để thúc đẩy sức khỏe tinh thần và tạo ra một mạng lưới an toàn cho các cộng đồng Métis trên khắp tỉnh bang BC. Đây là một phần của khoản đầu tư 100 triệu đô la được cung cấp trong ngân sách 2021 để hỗ trợ các dự án thúc đẩy sức khỏe tâm thần và ngăn ngừa bệnh tâm thần ở những nhóm cư dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, bao gồm thanh thiếu niên, người cao niên, những người bản địa First Nations, Inuit và Métis. Những người da đen và những người bị phân biệt chủng tộc khác ở Canada, những người lao động tuyến đầu và những người lao động thiết yếu khác cũng như những người khác có sức khỏe tâm thần đã và đang tiếp tục bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Cơ quan lập pháp tỉnh Alberta đã thông qua đạo luật về chủ quyền gây tranh cãi của thủ hiến Daniel Smith, nhưng trước tiên loại bỏ điều khoản cho phép nội các của bà Smith quyền bỏ qua cơ quan lập pháp và viết lại luật khi thấy phù hợp. Cuộc họp kín của Đảng Bảo thủ thống nhất của bà Smith đã sử dụng đa số vào tối thứ tư để thông qua một sửa đổi nhằm khẳng định rằng cơ quan lập pháp của tỉnh Alberta vẫn có tiếng nói cuối cùng về việc lập pháp. Dự luật được bà Smith đưa ra như một đạo luật trọng tâm để theo đuổi cách tiếp cận mang tính đối đầu hơn với chính phủ của Thủ tướng Trudeau về một loạt vấn đề được coi là vượt quá phạm vi trách nhiệm của các tỉnh dự luật đã vấp phải sự chỉ trích rộng rãi ngay từ đầu vì các điều khoản cho phép bà Smith và nội các của bà có quyền viết lại luật. Tỉnh Alberta cũng đã giới thiệu dự luật trị giá 2,8 tỷ đô la trong các khoản thanh toán chống lại lạm phát. Chính phủ Alberta đã đưa ra luật để thực hiện các khoản giảm giá và thanh toán chống lại lạm phát do Thủ hiến Daniel Smith công bố gần đây Bộ trưởng khả năng chi trả Matt Jones nói rằng, những thay đổi này cho phép sớm giúp đỡ các gia đình, người cao niên và những người dễ bị tổn thương. Các hộ gia đình có thu nhập từ trung bình đến thấp, những người có thu nhập hộ gia đình dưới 180.000 đô la một năm sẽ nhận được 600 đô la trong 6 tháng cho mỗi đứa trẻ dưới 18 tuổi. Ngưỡng thu nhập và phúc lợi tương tự áp dụng cho người cao niên và khoản thanh toán cũng sẽ được chuyển đến những người nhận hỗ trợ khuyết tật sẽ có các khoản giảm giá điện và ngừng thuế xăng dầu 13% của tỉnh từ tháng 1 đến tháng 6. Tổng chi phí cho gói hỗ trợ này là 2,8 tỷ đô la. Sân bay Toronto Pearson sẽ có thêm nhiều chuyến bay đến New York và các thành phố khác của Hoa Kỳ. Air Canada vừa công bố 3 tuyến bay mới đến Hoa Kỳ, bao gồm tuyến từ Toronto và Montreal đến sân bay quốc tế John F. Kennedy của New York và Toronto đến Sacramento như một phần trong lịch trình xuyên biên giới mùa hè. Vào mùa hè năm 2023, Air Canada cũng sẽ khôi phục 11 dịch vụ xuyên biên giới đã bị tạm hủy và tăng tần suất trên 12 tuyến phổ biến đến Hoa Kỳ nhằm xây dựng lại mạng lưới toàn cầu sau đại dịch. Vào mùa hè năm 2023 sẽ có hơn 400 chuyến bay hàng ngày trên 95 tuyến đến 47 điểm đến. Air Canada đang cung cấp hơn 3.500 chỗ ngồi trên 39 chuyến bay hàng ngày từ 6 thành phố của Canada là Vancouver, Calgary, Toronto, Montreal, Ottawa, Halifax, đến 3 sân bay lớn của thành phố New York là JFK, Newark và LaGuardia. Các tuyến mới đến JFK của New York sẽ bắt đầu vào ngày 26 tháng 3, với tuyến hàng ngày tăng gấp đôi từ Toronto và tuyến hàng ngày từ Montreal các chuyến bay sẽ sử dụng máy bay Embraer E175 của Air Canada Jazz với 76 ghế ở hạng thương gia và hạng phổ thông. Tuyến mới giữa Toronto và Sacramento sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 6 năm 2023. Các chuyến bay sẽ được khai thác quanh năm 4 ngày một tuần trên máy bay Airbus A220 hoặc 300 của Air Canada với 137 ghế ở hạng thương gia và hạng phổ thông. Dược sĩ tại tỉnh bang Ontario hiện được phép kê đơn Paxlovid điều trị COVID-19. Các dược sĩ ở tỉnh bang Ontario sẽ có thể kê đơn thuốc điều trị COVID-19 bằng thuốc kháng virus Paxlovid cho bệnh nhân kể từ tuần tới. Đây sẽ là một bước nữa để giúp người dân Ontario tiếp cận dịch vụ chăm sóc thuận tiện hơn và nhanh hơn. Trong khi khoảng 4.000 nhà thuốc đã phân phối thuốc, bệnh nhân vẫn cần đơn thuốc từ các bác sĩ hoặc là trung tâm đánh giá lâm sàng để tiếp cận thuốc. Kể từ ngày 12 tháng 12, điều này sẽ thay đổi. Những bệnh nhân đủ điều kiện sẽ có thể miễn phí nhận đơn thuốc Paxlovid trực tiếp hoặc là trực tuyến. Paxlovid có sẵn cho những người từ 60 tuổi trở lên, người lớn bị suy giảm miễn dịch hoặc có nguy cơ cao mắc các kết quả nghiêm trọng do COVID-19, bao gồm cả việc mắc các bệnh mãn tính. Thưa quý vị, trong tình trạng thiếu các bác sĩ gia đình nghiêm trọng tại nhiều tỉnh bang trên khắp Canada, khi hàng triệu người dân Ontario đang đấu tranh để tìm được một bác sĩ gia đình, những người may mắn có được một bác sĩ gia đình đang phải đối mặt với một vấn đề mới, đó là bị loại khỏi danh sách bác sĩ của họ do quá tải. Các bác sĩ bỏ bệnh nhân khỏi danh sách của họ đang góp phần làm cho vấn đề ngày càng nghiêm trọng hơn. Hiệp hội các bác sĩ gia đình Canada cho biết 5 triệu người dân Canada không có bác sĩ gia đình, trong đó có gần 2 triệu người dân ở tỉnh Ontario. Hiệp hội bác sĩ và bác sĩ phẫu thuật Ontario có hướng dẫn dành cho các bác sĩ đang thu hẹp danh sách bệnh nhân của họ. Họ tuyên bố các bác sĩ phải thực hiện phán đoán chuyên môn để chọn bệnh nhân nào cần loại bỏ khỏi danh sách, sử dụng phương pháp lựa chọn bệnh nhân công bằng, minh bạch và nhân ái. Tính đến nhu cầu y tế của từng bệnh nhân và xem xét bất kỳ yếu tố liên quan nào khác, bao gồm tình trạng dễ bị tổn thương của bệnh nhân và khả năng bệnh nhân tìm được dịch vụ chăm sóc thay thế trong khung thời gian thích hợp. Tỉnh Ontario và tất cả các tỉnh và vùng lãnh thổ của Canada hiện đang đàm phán với chính phủ liên bang về việc chuyển tiền hỗ trợ cho chăm sóc sức khỏe. Các tỉnh và vùng lãnh thổ muốn có mức tài trợ cao hơn từ chính phủ liên bang, cho đến nay thì chưa đạt được thỏa thuận nào. Bộ Y tế Ontario cho biết tỉnh đã bổ sung hơn 1.060 bác sĩ gia đình, mặc dù bộ không nói rõ liệu đó là những vị trí hoàn toàn mới hay là chỉ đơn giản thay thế khi các bác sĩ rời nghề tỉnh Ontario hiện đang nới lỏng các hạn chế đối với việc cấp phép cho các bác sĩ từ các khu vực hoặc là quốc gia khác. Tỉnh có kế hoạch đầu tư 42,5 triệu đô la vào việc mở rộng các trường y khoa bắt đầu từ năm 2023. Mississauga và Brampton sẽ phải xây dựng thêm 145.000 ngôi nhà trong 10 năm tới để đáp ứng các mục tiêu nhà ở đầy tham vọng do tỉnh Ontario đặt ra một báo cáo gần đây của vùng Pew khám phá những tác động tiềm ẩn của dự luật 23, tức là đạo luật nhiều nhà được xây dựng nhanh hơn, mới được thông qua của tỉnh, cho biết rằng đạo luật này cam kết khuyến khích tạo ra nhiều nhà ở hơn bằng cách đóng băng, giảm và miễn các khoản phí mà các nhà phát triển xây dựng thường phải trả cho thị trấn và thành phố. Có thể tiêu tốn của khu vực này 2 tỷ đô la trong 10 năm tới. Những khoản phí đó được gọi là phí phát triển, được sử dụng để thanh toán cho các dịch vụ hỗ trợ nhà mới, chẳng hạn như là cơ sở hạ tầng, đường xá và hệ thống thoát nước và các trung tâm cộng đồng. Hiệp hội các đô thị của Ontario cho biết những thay đổi này có thể khiến các đô thị thiếu hụt tới 5 tỷ đô la và chính kiến người nộp thuế phải trả hóa đơn, dưới hình thức là tăng thuế bất động sản hoặc là cắt giảm dịch vụ. Tại một cuộc họp báo gần đây, thị trưởng Mississauga bà Bonnie Crombie nói rằng việc cắt giảm chi phí phát triển có thể khiến thành phố tiêu tốn tới 885 triệu đô la trong 10 năm tới, và yêu cầu tăng thuế bất động sản từ 5 đến 10 mỗi năm trong 10 năm tới. Những dự báo tăng đó không bao gồm tiềm năng tăng ở cấp khu vực. Để đáp ứng các mục tiêu của tỉnh, thì Mississauga phải xây dựng 120.000 căn nhà, thành phố Brampton thì sẽ phải xây dựng 113.000, còn Caledon sẽ phải xây dựng 13.000. Dự luật 23 kêu gọi xây dựng 1,5 triệu ngôi nhà trên khắp tỉnh bang Ontario vào năm 2031. Mary Philip Lin là nữ vận động viên khúc công cầu đầu tiên giành được danh hiệu vận động viên của năm. Pauline đã rất ngạc nhiên khi biết cô là nữ vận động viên khúc công cầu đầu tiên giành được giải thưởng ngôi sao phương Bắc, tức là Northern Star Award. Pauline ở tuổi 31 là vận động viên khúc công cầu thứ 10 giành được giải thưởng này. Thủ môn của Montreal Canadiens Carey Price là người cuối cùng giành chiến thắng vào năm 2015. Giải thưởng ngôi sao phương Bắc được trao hàng năm kể từ năm 1936 Nữ ca sĩ Celine Dion mắc chứng rối loạn thần kinh hiếm gặp và sẽ không tiếp tục chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới. Ca sĩ huyền thoại người Canada Celine Dion cho biết cô mắc hội chứng Moors Walkman là một bệnh thần kinh hiếm gặp gây co thắt cơ. Do đó, giọng ca sinh ra ở Quebec sẽ không tiếp tục chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới tại châu Âu vào tháng 2 tới. Celine Dion, 54 tuổi, đã đưa ra thông báo trong một video đầy cảm xúc được đăng trên Instagram vào sáng thứ Năm các buổi biểu diễn mùa xuân năm 2023 của biểu tượng nhạc pop đã bị hoãn lại đến năm 2024 và các buổi biểu diễn mùa hè năm 2023 của cô ấy cũng đã bị hủy bỏ. Dion trước đó đã hủy một số buổi biểu diễn ở Bắc Mỹ với lý do sức khỏe có vấn đề. Dion cho biết hội chứng Morse Woman còn được gọi là hội chứng cứng người đã ảnh hưởng đến mọi khía cạnh trong cuộc sống hàng ngày của cô ấy, bao gồm cả việc gây khó khăn khi đi lại. Căn bệnh cũng ảnh hưởng đến giọng hát của cô, Nữ ca sĩ dự định sẽ trở lại sân khấu khi sức khỏe cho phép. Cô ấy được cho là gặp một nhà trị liệu nghề nghiệp hàng ngày và có sự hỗ trợ của một nhóm bác sĩ cũng như là các con của cô ấy. Người hâm mộ đã lên mạng xã hội vào thứ năm để bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với nữ ca sĩ được nhiều người yêu mến này. <laughs> Triển lãm ánh sáng quy mô lớn đang quay trở lại Ontario Place. Triển lãm ánh sáng mùa đông nổi tiếng đã trở lại với màn trình diễn ngoạn mục và rực rỡ ngay tại trung tâm thành phố. Sự kiện Lumière – The Art of Light, trước đây là triển lãm ánh sáng mùa đông, sẽ chính thức trở lại trong Ontario Place và lần này, sự kiện sẽ được tổ chức tại Julian Park rộng 7,5 mẫu Anh. Triển lãm miễn phí cho phép bạn khám phá vẻ đẹp tự nhiên của công viên và chiêm ngưỡng tất cả các tác phẩm nghệ thuật chiếu sáng do các nghệ sĩ địa phương tuyển chọn dành riêng cho sự kiện đặc biệt này. Chủ đề năm nay là đổi mới và tôn vinh sự thay đổi của các mùa từ đông sang xuân thông qua sự cải tiến, ánh sáng và hành trình khám phá. Lumiere, The Art of Light sẽ mở cửa hàng đêm từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5 năm 2023 từ 17 giờ chiều đến 23 giờ tối. Thưa quý vị, người dân Canada đang được khuyến khích chú ý an toàn trong mùa lễ này. Khi kỳ nghỉ lễ đang đến gần, một nhóm y tế Canada đang kêu gọi các bậc cha mẹ hãy xem xét các rủi ro về an toàn do một số đồ chơi gây ra. Theo Hiệp hội nhãn khoa Canada (COS), hàng năm, nhiều trẻ em được đưa đến phòng cấp cứu vì chấn thương mắt trong những ngày lễ. Hiệp hội đã tiến hành một cuộc khảo sát cho thấy chỉ có 16% người Canada coi an toàn cho mắt khi mua đồ chơi và những món quà khác. Chủ tịch của Hiệp hội nhãn khoa Canada là Tiến sĩ Phil Hopper cho biết các chuyên gia chăm sóc mắt khuyên bạn nên tránh dùng tia laser, thuốc xịt, đồ chơi sắc nhọn và đạn khi nói về quà tặng. Hiệp hội này cũng lưu ý các rủi ro chấn thương do đồ chơi sử dụng sai bao gồm chảy máu hoặc là bầm tím ở mắt, mất thị lực vĩnh viễn hoặc là thậm chí mất một mắt. Nhóm y tế cho biết không chỉ có đạn và dao bỏ túi mà các bậc cha mẹ nên lo lắng. Mọi người nên theo dõi việc sử dụng màn hình của con cái họ. Với cuộc khảo sát cho thấy rằng thời gian sử dụng thiết bị tăng lên có tác động tiêu cực đến sức khỏe của mắt. Thưa quý vị, nếu quý vị đang chuẩn bị đổ xăng thì đây là một tin mừng. Giá xăng ở khu vực đài đô thị Toronto đã chạm mức thấp của năm, dự kiến sẽ giảm một lần nữa. Giá xăng ở thành phố Toronto và khu vực GTA đã giảm xuống mức thấp nhất trong năm vào thứ Năm và sẽ có một đợt giảm giá nữa vào trước cuối tuần, Giá trung bình cho một lít xăng thông thường tại hầu hết các trạm bơm xăng GTA đã giảm 2 cent vào lúc nửa đêm xuống còn 1,389 đô la một lít. Và dự kiến giá sẽ giảm thêm 3 cent nữa vào thứ Sáu xuống còn 1,359 đô la một lít. Giá xăng đang có xu hướng giảm trong những tuần gần đây và có mối tương quan với giá dầu giảm. Giá dầu toàn cầu đã tăng mạnh vào sáng thứ Năm sau khi chạm mức thấp nhất hàng năm vào thứ Tư, có nghĩa là những người lái xe nên tận dụng mức giá tương đối thấp trong những ngày tới này. Vừa rồi là những tin tức Canada đáng chú ý, nói tiếp chương trình là những thông tin quốc tế. Mời quý vị tiếp tục theo dõi với Sướng Ngọc Viên, Tuấn Liêm. Liên minh châu Âu đề xuất gói trừng phạt thứ 9 đối với Nga. Vào ngày 7 tháng 12, Ủy ban châu Âu gọi tắt là EC đã đề xuất gói trừng phạt thứ 9 đối với Nga, trong đó có nội dung đưa thêm gần 200 cá nhân và thực thể vào danh sách trừng phạt liên quan tới cuộc chiến tranh của Moscow ở Ukraine. EC dẫn lời của Chủ tịch Ursula von der Leyen xác nhận Liên minh châu Âu, tức là EU, cũng đề xuất và ban hành các biện pháp trừng phạt đối với quân đội và thêm ba ngân hàng của Nga, bên cạnh những quy định kiểm soát và hạn chế xuất khẩu đối với Moscow. Nhất là đối với các sản phẩm lưỡng dụng như là hóa chất thiết yếu, tác dụng thần kinh, linh kiện điện tử và công nghệ thông tin. Bà von der Leyen cho biết EU sẽ mong muốn ngăn chặn hoạt động cung cấp máy bay không người lái cho Nga và cắt sóng bốn kênh tuyên truyền của Moscow. Tây Ban Nha đang truy tìm 12 hành khách trốn khỏi máy bay sau khi phi cơ hạ cánh khẩn cấp xuống Barcelona vì tình huống y tế giả. Chuyến bay của hãng hàng không Pegasus Airlines chở 228 hành khách khởi hành từ thành phố Casablanca, Morocco đến thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 7 tháng 12 đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay El Prat của Barcelona, Tây Ban Nha vì một nữ hành khách được cho là vỡ ối. Sau khi máy bay hạ cánh, chiếc xe cứu thương và ba cảnh sát tuần tra tiếp cận. Tuy nhiên, khi họ đưa người phụ nữ mang thai xuống máy bay, thì nhóm 28 hành khách được cho là người di cư đã rời máy bay và cố ý bỏ trốn. Cảnh sát đã bắt 14 người trong số họ và bao gồm người phụ nữ mang thai này. Năm người được đưa trở lại máy bay, trong khi người phụ nữ cũng đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, không phát hiện dấu hiệu chuyển dạ nên cô ấy được xuất viện và bị bắt vì gây rối trật tự công cộng. Tổng thống Peru bị phế trước và bị bắt với 101 phiếu thuận, 6 phiếu chống và 10 phiếu trắng, quốc hội Peru đã thông qua quyết định phế trước tổng thống Pedro Castillo. Quốc gia Nam Mỹ này đang trải qua một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất suốt hơn hai thập kỷ qua. Tình trạng bất ổn bắt đầu diễn ra từ khi ông Castillo thông báo kế hoạch giải tán quốc hội và thành lập chính phủ khẩn cấp. Ông cũng kêu gọi tổ chức cuộc bầu cử quốc hội để xây dựng hiến pháp mới. Ngay sau đó, thì cảnh sát quốc gia Peru đã thi hành lệnh bắt giữ Tổng thống Castillo vì âm mưu đảo chính. Sau khi ông Castillo bị phế trước vài giờ, thì Phó Tổng thống Dina Boate đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời tại trụ sở quốc hội của Peru. Bà Boate là nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử của quốc gia Nam Mỹ này. Liên quan tới cuộc bầu cử Mỹ, đảng Dân Chủ đã củng cố thế đa số ở Thượng viện. Vừa qua thì truyền thông Mỹ đã đưa tin kết quả kiểm phiếu trong cuộc bầu cử bổ sung ở bang Georgia cho thấy ứng cử viên Raphael Warnock của đảng Dân Chủ đã giành chiến thắng xích sao trước ứng cử viên Herschel Walker của đảng Cộng Hòa. Chiến thắng này đã giúp cho đảng Dân Chủ giành thêm một ghế để tiếp tục củng cố thế đa số tại thượng viện. Vì mà ông Warnock đắc cử đồng nghĩa với việc đảng Dân Chủ giờ đây nắm giữ 51 ghế, trong khi đảng Cộng Hòa nắm giữ 49 ghế. Đây là cuộc cạnh tranh lần thứ hai giữa thượng nghị sĩ dân chủ Raphael Warnock, 53 tuổi, và đối thủ của đảng Cộng hòa là Herschel Walker, 60 tuổi, do cả hai ứng cử viên không đạt đủ 50% số phiếu cần thiết để giành chiến thắng ở vòng thứ nhất vào ngày 8 tháng 11 vừa qua. Tổng thống Joe Biden đã nhấn mạnh vòng bỏ phiếu tại bang Georgia thực sự là rất quan trọng. Dữ liệu tài chính cho thấy đây là cuộc đua tốn kém nhất trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay với tổng chi phí vào khoảng 400 triệu Mỹ Kim. Thận trọng với triệu chứng ban đỏ gây tử vong ở trẻ Cảnh báo được đưa ra sau khi nước Anh ghi nhận có chín trẻ tử vong do mắc bệnh liên quan đến liên cầu khuẩn nhóm A. Thông thường thì liên cầu khuẩn nhóm A chỉ gây nhiễm trùng nhẹ dẫn tới viêm họng hoặc là ban đỏ, nên có thể dễ dàng điều trị bằng kháng sinh. Tuy nhiên, trong năm nay, theo cơ quan an ninh y tế của Anh thì số ca mắc liên cầu khuẩn nhóm A cao hơn bình thường và có thể là do miễn dịch của trẻ đã suy yếu sau đại dịch Covid-19 nên tình trạng nhiễm trùng dễ trở nặng. Hiện nay thì nhiều nhà thuốc tại Anh cho biết đang xuất hiện tình trạng thiếu thuốc kháng sinh. Bộ trưởng y tế Anh là Steve Barclay đã lên tiếng trấn an các bậc phụ huynh về nguồn thuốc cũng như cho biết các biến chứng do liên cầu khuẩn nhóm A là rất hiếm. Anh phê duyệt dự án khai thác than đầu tiên sau 30 năm. Bộ trưởng nâng cấp nước Anh Michael Gove đã bật đèn xanh cho dự án ước tính trị giá 165 triệu bảng, dự kiến sẽ sản xuất 2,8 triệu tấn than mỗi năm và tạo ra khoảng 500 việc làm tại khu vực. Theo giới chức Anh, thì quyết định phê duyệt dự án khai thác than trên không mâu thuẫn với chính sách giảm phát thải khí nhà kính của chính phủ nước này và khẳng định mỏ than mới sẽ hoạt động theo luật khí hậu của Anh. Theo đó, nước này sẽ phải đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050 và các hoạt động sử dụng than sẽ ngưng vào năm 2049. Dự án khai thác than mới ước tính có trị giá 165 triệu bảng Anh, tương đương với hơn 200 triệu Mỹ Kim. Mỏ than mới hoạt động chủ yếu phục vụ cho nhu cầu luyện thép với khoảng 85% lượng sản xuất sẽ dành cho xuất khẩu, Do hầu hết các nhà máy sản xuất thép của anh không sử dụng than, vốn có hàm lượng lưu huỳnh cao và dư thừa so với nhu cầu. Thành phố Lahore của Pakistan trở thành nơi ô nhiễm nhất thế giới. Thành phố Lahore, thuộc tỉnh Punjab của Pakistan đã trở thành nơi ô nhiễm nhất thế giới theo chỉ số chất lượng không khí toàn cầu. Tình trạng này đã buộc nhà chức trách phải giải quyết đóng cửa trường học 2 ngày mỗi tuần để bảo vệ sức khỏe của trẻ em tòa án cấp cao của Lahore mới đây đã phán quyết các trường học nên đóng cửa thêm vào các ngày thứ sáu và thứ bảy ngoài ngày nghỉ cuối tuần. Hiện nay, các bệnh viện đã quá tải với một lượng lớn bệnh nhân gặp phải vấn đề về thở và mắt cũng như các kích ứng liên quan tới họng do có liên quan tới hậu quả của tầng khối mù màu xám bao phủ thành phố. Chất lượng không khí tại thành phố hơn 11 triệu dân này liên tục nằm trong số tồi tệ nhất của thế giới với mức ô nhiễm đã gần đạt tới ngưỡng nguy hiểm xuất hiện dự báo kinh tế Trung Quốc và Ấn Độ vượt Mỹ trong vài thập kỷ tới. Trong một nghiên cứu mới công bố, các nhà kinh tế tại tập đoàn Goldman Sachs Group đưa ra một loạt dự báo về nền kinh tế thế giới trong vòng nửa thế kỷ tới. Hai thập kỷ kể từ khi nhóm nhà kinh tế của Goldman Sachs dẫn đầu là ông Kevin Daly và ông Tadas Gatmanis đưa ra dự báo tăng trưởng Bridge tức là khối các nền kinh tế mới nổi bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Nhóm này đã mở rộng dự báo cho 104 nền kinh tế khác tới năm 2075. Họ dự báo tăng trưởng kinh tế bình quân toàn cầu sẽ đạt dưới 3% trong thập kỷ tới, sau đó sẽ giảm dần và phản ánh tăng trưởng chậm lại của lực lượng lao động. Điều đáng chú ý là các nhà kinh tế của Goldman Sachs dự báo tổng sản phẩm trong nước GDP của Trung Quốc sẽ vượt qua Mỹ vào khoảng năm 2035. Ngoài ra, GDP của Ấn Độ sẽ vượt sát nút với Mỹ vào khoảng năm 2075. Riêng Trung Quốc đang nhanh chóng bắt kịp Mỹ về GDP khi nhanh chóng tăng trưởng kinh tế từ quy mô chỉ tương đương 12% GDP của Mỹ vào năm 2000 lên 77% năm 2021. ra mắt khu phố Little Vietnam tại bang New South Wales của Australia. Vào ngày 8 tháng 12, thì Hội đồng thành phố Inuit của bang New South Wales đã tổ chức lễ công bố đặt tên Little Vietnam, tức là Việt Nam thu nhỏ, cho một khu vực tập trung đông người Australia gốc Việt sinh sống, nhằm ghi nhận sự đa dạng văn hóa và dấu ứng bản sắc dân tộc của cộng đồng người Việt Nam tại Australia. Khu Little Vietnam trải dọc đường Illawarra có phạm vi từ ngã tư giao cắt với đường Merrickville kéo dài đến đường Warren. Hội đồng thành phố Inner West cho biết, cộng đồng người Australia gốc Việt đã có rất nhiều đóng góp cho sự phát triển của thành phố trong nhiều năm qua. Những đóng góp đó cần được ghi nhận và tôn vinh bằng cách đặt tên cho một khu vực tập trung đông người Việt nhất với một tên gọi mang đậm bản sắc dân tộc và niềm tự hào. Việt Nam là thị trường trọng điểm của Airbus, trao đổi với các phóng viên trước thêm triển lãm quốc tế Việt Nam 2022 diễn ra trong tuần này. Lãnh đạo của Airbus nhấn mạnh rằng Việt Nam là thị trường trọng điểm của Airbus, là nơi hãng đã phát triển để được lựa chọn là nhà cung cấp các sản phẩm máy bay thương mại, quốc phòng, trực thăng và hàng không vũ trụ. Ngoài phân khúc máy bay thương mại, Airbus có tổng cộng 20 máy bay cánh quạt và vận tải quân sự đang được khai thác thực hiện các nhiệm vụ bao gồm vận chuyển, dịch vụ công, thăm dò và khai thác dầu khí và hoạt động quân sự. Việt Nam hiện nay triển khai quân đội C-295 đa năng được ưa chuộng phục vụ các hoạt động vận tải của lực lượng không quân và phi đội C-212 có các cấu hình khác nhau cho các dịch vụ quân sự. Goblin Mode được từ điển Oxford chọn là từ của năm 2022. Oxford Languages Công ty phát hành từ điển tiếng Anh Oxford đã chọn Goblin Mode, tạm dịch là chế độ yêu tinh, là từ của năm 2022. Theo từ điển Oxford, Goblin Mode, chế độ yêu tinh, là một thuật ngữ tiếng lóng để ám chỉ hành vi buông thả, lùi biến, cẩu thả hoặc là tham lam theo cách bác bỏ chuẩn mực hoặc là kỳ vọng của xã hội. Thuật ngữ này được giới trẻ sử dụng để mô tả tình trạng lười biếng là tình trạng tâm lý được hình thành trong thời gian giãn cách xã hội kéo dài do đại dịch COVID-19. Khi đó, nhiều người tự cô lập bản thân, dành thời gian thưởng thức đồ ăn, bỏ qua việc chăm sóc bản thân. Oxford Languages chọn từ của năm 2022 từ kho dữ liệu hơn 19 tỷ từ, được cập nhật liên tục và được thu thập từ các nguồn tin tức tiếng Anh trên khắp thế giới. Theo Oxford, họ lựa chọn từ của năm theo tiêu chí, từ đó có thể phản ánh đặc tính tâm trạng và mối bận tâm của năm đó, và đồng thời nó là tiềm năng trở thành một thuật ngữ có ý nghĩa văn hóa lâu dài. Thông thường thì các nhà từ điển học của Oxford lên danh sách các từ có mức sử dụng cao về mặt thống kê, sau đó chọn ra một từ. Và đến đây thì những thông tin của Culture Channel xin phép được dừng lại. Toàn thể bàn biên tập của Culture Channel xin kính chào và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mong quý vị đừng quên bấm nút đăng ký, chia sẻ và để lại bình luận ở phía dưới video để ủng hộ trên kênh và nhận được những thông tin cập nhật nhanh mới nhất về tình hình Canada và thế giới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!